Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến với trang Chín Bùi. Hôm nay thì xin giao lưu với anh em một cây dupong, một cây dupong một lỗ full book. Dupong thì mình có rất là nhiều, nhưng những cái phiên như thế này thì mình lên những cây lẻ lẻ giao lưu cùng với anh em. Còn anh em có nhiều những nhu cầu nó khác cái mặt hàng mình đăng video thì có thể inbox ở trong Zalo, số điện thoại là 0978 333 689 để giao lưu. Đây là chiếc dupong một lỗ full book. Chiếc này còn rất là đẹp, men đen, lắc cửa vàng, tình trạng rất đẹp luôn. Chiếc này em thấy nó còn cả sổ sách. Đối với cá nhân em thì em thường mua những cái chiếc mà nó tình trạng nó đẹp thôi. Còn những cái sổ sách thì em thấy nó có thì là tốt, còn đối, không có thì cũng không sao. Thì cơ bản là cái bật lửa của mình nó phải đẹp. Cái hộp rất là đẹp, vuông vắn mới. Đây là chiếc dupong một lỗ. Chiếc này em giao lưu với lại giá là 4 triệu. Tình trạng rất là đẹp. Lát này em sẽ chụp ảnh cụ thể ở trên Zalo, anh em có thể xem ở đó. Đối với những chiếc như thế này thì anh em biết rồi, cái phần của nó, phần đen này nó là phần lắc kê. Nó là sơn mài của Trung Quốc, còn cái phần đen này nó phần vàng này nó là phần lắc kê. Một vài chiếc thì nó không có chữ Trung Quốc, một vài chiếc thì nó không có chữ Trung Quốc ở chữ in ở trên này, một vài chiếc thì nó có. Thường những bản full sơn mài thì nó sẽ in cái chữ Trung Quốc ở trên đó, và cái chữ Trung Quốc ở trên đó có nghĩa là dupong. Và anh em biết rồi, cái phần sơn mài thì là đối với lại trên thế giới thì là sơn mài của Trung Quốc thì nó là số 1 về thế giới rồi. Cho nên là nhiều anh em cứ nhìn thấy yếu tố Trung Quốc thì lại nghi ngại trong cái sản phẩm là nó không chính hãng. Những chiếc dupong một lỗ như thế này thì đến tận bây giờ thì chưa anh em nào thấy có fake cả. Thường là những chiếc Gatby và chiếc Line 2, đó là hai chiếc hai lỗ. Gatby thì là thường anh em gọi sẽ là hai lỗ thấp, còn Line 2 thì thường anh em gọi là hai lỗ cao. Hai cái sản phẩm đó thường bị làm fake bởi vì là cái giá thành của con zin nó rất là cao, mà ví dụ giá thành của con fake thì nó dao động khoảng 1,5 triệu, 2,5 triệu. Anh em có một con đẹp long lanh full book. Tiếng kêu của những con như thế thì nó kêu nó rất là to, kêu nó choang choang, đặc biệt là những anh em mà mới chơi thì sẽ rất thích cái sản phẩm như thế. Còn đối với những anh em mà chơi nhiều, chơi có nhiều cái trải nghiệm rồi thì không biết là có giống em không, nhưng mà cá nhân em nhận thấy thì rất là nhiều anh em chơi nhiều thì cuối cùng lại thích những con như thế này, chơi những con một lỗ đặc biệt. Những chiếc như thế này thì nó là ở dạng bình thường, nó là hàng cơ bản. Còn đối với những chiếc một lỗ mà nó đặc biệt thì giá thành của nó không hề kém cạnh so với những chiếc hai lỗ. Những chiếc giống như là chiếc nội địa Pháp thì nó con đẹp, men đẹp, màu lạ, nó rơi vào khoảng loanh quanh từ 10 đến 15 triệu. Opal này loanh quanh khoảng 20 triệu đến 25, nó tùy. Cho nên là những cái sản phẩm mà chơi như thế này, nếu mà chúng ta chưa biết thì nên chơi những hàng cơ bản như thế này. Ở phần dưới đáy của nó thì nó thường nó ghi là Lucky the Chimay. Đây anh em có thể nhìn thấy là Lucky the Chimay. Hôm trước thì có một anh thắc mắc là con này hàng Trung Quốc à, thế tại sao lại có chữ China ở cuối, nó là China nhưng mà Trung Quốc nó là China. Thực ra thì Lucky the Chimay thì là cái phần trong cái nghĩa tiếng Pháp của nó thì nó là lắc kê và sơn mài đó. Còn China nó khác, chúng ta thì em thấy là nhiều anh em rất hay ác cảm với lại những cái sản phẩm của China, nhưng mà phải nói thật là nếu mà trong nhà chúng ta hay để ý ở trong nhà của chúng ta thì đa phần những cái sản phẩm ở trong nhà của chúng ta thì nó đều là sản phẩm của Trung Quốc. Và cái điều đấy là điều chắc chắn. Anh em cứ nhìn kỹ ở trong nhà thôi, tất cả ví dụ trong nhà đồ gia dụng hay đặc biệt đồ gia dụng từ cái rổ, cái rá, cái chậu nhà nào sử dụng chậu nhựa này, rổ rá nhựa này, đây chắc chắn là của Trung Quốc luôn. Việt Nam thì không có cửa cạnh tranh với lại những cái thứ đó. Hay là những cái đồ nhựa, tủ thì khóa, ngay cả khóa, ví dụ như khóa như con em thấy con nhà em đang dùng con cá đắc sức mua 10 triệu, thì con khóa đấy em chắc chắn là nó cũng của Trung Quốc. Ngay cả anh em dùng những khóa điện tử, khóa bot, nó giống như những con cá đắc kia, mà ví dụ con cá đắc kia là ví dụ như là cánh cửa của Metropole, người ta dùng cũng rất là nhiều, thì chắc chắn là xuất xứ của nó cũng là hàng Trung Quốc.
Cho nên là anh em phải có cái khái niệm nó đúng và nó chuẩn. Hàng Trung Quốc cũng rất là nhiều loại hàng, chỉ có người Việt Nam mình là đặt loại hàng không tốt thôi, chứ còn hàng Trung Quốc nếu mà cái tầm tiền nó cao thì phải nói là cái chất lượng của nó cũng rất là tốt. Em đang muốn kính và em cũng nhìn thấy một vài cái sản phẩm, hôm rồi có sản phẩm demo một vài sản phẩm của Trung Quốc, thì ví dụ như là đặt những cái sản phẩm 19 đô về kính thời trang của Trung Quốc chẳng hạn, thì em thấy là cái chất lượng của nó chưa tốt lắm, nhưng nếu mà lên 11 đô thì cái chất lượng của nó thì nó y xì như những con jean giống như của Fendi hay là một vài con Gucci. Về bản chất của kính thời trang nó không hề có cái gì cả, để ví dụ như là cái nhựa của nó, tất cả cái nhựa của nó đều là acetate, và cái quan trọng nhất của nó thì là nó là cái bản lề. Khi mà cái nhựa acetate thì nó rất đơn giản vì nó là đồng khối. Tuy nhiên cái tỷ lệ nhựa nếu mà mình cầm một con xịn thì nó sẽ đầm tay hơn và nó chắc chắc chắn hơn. Còn khi mà mình quay cái bản lề gập ra gập vào của bản lề của cái kính thì nó sẽ mềm mại và nó êm ái hơn, và nó chỉ lệch nhau có vài đô thôi. Cho nên là nếu mà anh em sử dụng hàng thời trang thì phải nói thật là mua thì đắt nhưng mà bán thì sẽ rất là rẻ, bởi vì cái giá thành cấu thành của những cái sản phẩm như thế chủ yếu dựa trên các thương hiệu của các sản phẩm. Tương tự như vậy thì Dupont, anh em nếu mà anh em chưa về bật lửa, anh em chưa một vài con của Nhật, ví dụ như là những cái con Maromen hay là một vài cái con không tên tuổi lắm, bởi em cũng ít chơi những sản phẩm đó, nếu mà bật lửa bình thường thì nó loanh quanh khoảng trên dưới 1 triệu. Những sản phẩm đó cũng bật ga cũng đủ các loại, ngay cả những cái Gucci, Dior hay một vài hãng khác người ta cũng sản xuất bật lửa, nhưng mà chất lượng của nó không tốt bằng những sản phẩm như Dupont như thế này, bởi vì anh em biết rồi, nó làm thủ công. Làm thủ công ví dụ như những cái nắp như thế này thì nó cũng là nguyên khối, sau đó đục bên trong chứ không phải ghép các thành lại với nhau. Cho nên là cái tính chất thủ công của những hàng châu Âu thì bao giờ cái giá thành của nó cũng rất là cao, đặc biệt là cái giá trị thương hiệu của nó thì anh em biết rồi, nó xuất phát từ Hoàng gia Pháp. Bản thân Dupont là một người thợ ảnh, sau đó thì làm các sản phẩm về đồ da, các đồ lưu niệm, túi cặp. Sau đó thì cuối cùng phát triển mạnh nhất thì đó là cái sản phẩm về Dupont, và ông đã rất thành công. Một chàng trai nghèo lập nghiệp ở trong hoàng gia, đó cũng là một cái cơ may. Khi được tiếp xúc với lại các vua chúa, hoàng đế cũng như là cái hoàng thân quốc thích thì anh đã ra được những cái sản phẩm thương hiệu nó rất là cao. Và chơi về đồ hiệu thì anh em biết rồi, chủ yếu nó về là thương hiệu. Nhìn thấy cái bật lửa, bật lửa Dupont, nhìn cái bật kính, nhìn thấy kính Cartier, nó chưa về thương hiệu. Chứ còn nếu mà cấu thành lên một cái giá trị, một cái sản phẩm mà ví dụ như kính vàng đúc như thế này thì em nghĩ là chắc nó cũng chỉ 5-70 triệu để cấu thành cái giá trị thực của nó thôi, còn cái giá trị thương hiệu thì nó rất là lớn, nó chiếm 70% thôi, còn giá trị thực của nó chỉ là 30%. Cho nên nếu mà chơi cả kính vàng nhé, anh em mà không có điều kiện thì anh em chơi còn kính Nhật nó loanh quanh 30-40 triệu, hơn là chơi còn một con Cartier 200, nếu mà anh em dùng cái hàng user thì bây giờ nó cũng rơi khoảng loanh quanh khoảng 130-150. Rất là nhiều loại giá, nó tùy vào cái tình trạng cũng như là cái chất lượng của kiểu dáng của từng chiếc. Cho nên là anh em hãy là những người lựa chọn thông minh. Xin cảm ơn anh em.